Bên ở Pháp Anh đang còn mấy chiếc xe ở Sài Gòn ha. Chung cư mình đang để rất là nhiều xe luôn. Cái hôm vừa rồi mình có đăng cái công bán tải nè, mà không biết là cái giá Pháp Anh đưa ra hình như nó không hợp lý hay sao, là mà khách hàng đã chê rất là cao. Mà thật sự ra là mình cũng không nắm cái giá, mà mình thấy cái xe nó đẹp quá thì mình mua thôi. Thì cái xe này nó là đời 2014, số sàn nhưng mà nó một cầu thôi. Thì chiếc xe này thì bây giờ hiện giờ ha, tất cả bà con mình đang xem cái kênh YouTube Kha Pháp Anh này ha, thì bà con hãy cân đối cho Pháp Anh cái giá này bán bao nhiêu là hợp lý ha. Chứ bây giờ mà Pháp Anh bán cái giá mà xuống nhiều nó thì sẽ lỗ. Tại cái giá hồi vừa rồi mình đưa, mình đang cần bán là 370 triệu ha. Và bà con hãy bình luận bên dưới, comment bên dưới coi ai cái giá cao nhất thì mình sẽ bán như người đó ha. Và mình, bà con hãy vô comment và xem thử coi và cái giá hợp lý là bao nhiêu. Và cái xe này nó là động cơ bằng dầu, xe này chạy rất là tiết kiệm, rất là sướng. Mình lấy cái xe này mình đi từ hôm bữa tới giờ ha, nói chung là từ hôm Tết tới giờ đi mình cảm thấy rất là ngon. Thì bà con thấy không, cái xe này thì rất là đẹp. Ví dụ như bà con xem cân đối cái giá của Pháp Anh bán bao nhiêu là hợp lý, được thì Pháp Anh bàn giao lên cho bà con. Chào anh. Thế là anh ở đâu lận? Quận 8 bữa điện không á, lái quận 8 á. Anh là lái à, lái quận 8 hả? Rồi mai mốt mai mốt anh có xe cứ mang vô đây. Đây là xe đó, con này trong Tết giờ đụng không ăn, chả có giá không bán qua Tết được. Tới anh rồi. Nó có duyên sao. Dạ. Ông thì ông quay ghê quá trời khách. Đó đi là clip đó. Nó xe cao cấp hơn thằng ghét. Đúng rồi, nó cao cấp hơn nhiều. Nó không phải là ghét nha, cả clip. Dạ, đâu đâu qua coi. Là xe lỗi gì ở đây. Nếu khách mà bán được cho anh vài triệu gì đó anh thì bình thường thôi mà, đâu cái đó là cái đương nhiên rồi. Nhưng mà để em kiểm tra cái xe coi nó như thế nào mà anh ở chỗ nào, buông xe chỗ nào, chỗ Phạm Hùng biết không? Hùng hả? Tại vì mà cũng sớm mới xuống đây cũng không có rành được. Ở bên đó mình ông, mình bán xe nhiều không? Không, tháng một hai con, hai ba con. Dạ, ôi qua kết hợp Pháp Anh tháng bán chục con. Nhưng mà anh cứ mang, có xe cứ mang vào đây, ví dụ như xe cứ ok là mang vào đây. Click ha. À, click 1.4. À, 1.4 luôn. Đó, đó là à, số tự động nữa hả? Không phải 1.1 đâu. Ừ. Thằng người ghét là 1.1. Ừ. Số tự động nó ngon ha. Nó kính gập điện nè. À, kính gập điện luôn. Rồi, xe này bây giờ mình tính ra bao nhiêu? Ồ, máy lớn mà. 1.4. Nó máy lớn mà nó hao xăng ta. Không, 60 lít rồi. Để tí được là anh quay lên rồi, YouTube 60 luôn. À, 60 lít thôi. Ủa máy to mà 60 lít nữa hả? Ờ. Cái là tôi không có chăm sóc xe đâu. Nó nổ máy giùm em cái. Ồ, máy đã hả? Đầu không lỗi, đít không lỗi luôn. Zin nguyên. Đây nè. Vô lăng chỉnh điện. À, nguyên luôn. Rồi vô lăng thích hợp luôn. Ghê ha. Trời máy nổ đã không? Cái dòng này nó có một cái bảng có cửa sổ trời nữa nè. Đúng rồi, đúng rồi. Thằng đó có một cái bảng cửa sổ trời. Ừ. Nhưng mà nó 2.10 mới có. Đúng rồi, 2.10 thôi. Này 2.8 rồi. Cái xe này 2.8 hả? 2.8 mà dòng 1.5 hả? 1.4. À, 1.4 hả? Yên tâm đi anh em, làm nghề biết rồi. Ừ. Đấy ok. Đấy là cái cột anh nữa, cái xe anh quay dùng. Thì cứ chạy qua đây thôi. Không nói gì đâu. Xe không chỉ còn hết nữa nè. Ừ. Cái xe này bây giờ tính ra bao nhiêu? 185 mà. Ừ, 185 hả? Nãy à. Ủa cái này nó lên đèn xenon à? À, đèn bi luôn hả? À? Ghê vậy. Ừ. Anh bật cái đèn giùm em cái. Nó sáng kiểu gì hay không? 185 thì mình nghe thì mình thấy cũng hợp lý đó. Lên rồi, chưa pha lên rồi. Cốt pha luôn. Thì Pháp Anh rất là sướng là khi xuống Sài Gòn này rất là nhiều anh em buôn xe mang xe tới cho Pháp Anh quay và review. Thì anh có nói rõ bà con rồi đó, là cứ một chiếc xe Pháp Anh lấy chỉ có đôi ba triệu thôi, nó tùy theo xe ha. Mình chỉ review rồi mình bán. Máy nổ rất là chậm rãi và êm ha. Có pha dặn sao các bạn? Đã kéo lên cái xuống. Ờ đó đó đúng rồi đó. À, mình
mình nè, bên đây quay cái mình nè, mình thùng rất là mỏng luôn. Nó là Hyundai Glit, Glit chứ không phải là Get. Get là nó phiên bản thấp. Cái này nè, cái này là Glit nó cao hơn. Ông Get thử lần cái chạy im lắm. Nhưng mà nó bốc lắm nha, lướt lắm nha, đụng mới đạp cái. Thì khổ máy nó tới cả trăm mấy mà. Máy nó tới cả trăm rưỡi, thằng kia nó có nhiêu đâu. Thằng kia bạn thiếu mà. Đạp cái bản, đạp mấy đạp bản, bản kia là bản taxi. Sàn gầm. Cái này lường đồ nghề đó nè. Đội với để nguyên vậy đó, không đụng tới vậy. Nhún còn êm ha. Này mà đúng là ai mà thích xài cái xe này không? Phải biết xài mới được. Chứ trời ơi, cho nhiều khách gọi nó có so với con Ghét không à. Sao so được? Nhưng mà cái này số tự động mà. À, số tự động nó phải mắc hơn cái kia chứ. À, vậy mà nó so với con Ghét nhiều khách. Quay quay đi. Cái ưu điểm của nó là kính chỉnh điện nè, vô lăng thích hợp. Gầm một không? Không. Gầm nó có phủ gầm mà một gì. Không phải gầm nó. Vỏ 80% không? Gầm. Có phủ gầm thấy không? Gầm nguyên. Rồi kính chỉnh điện là lăng thích hợp, số tự động. Đèn bi lên, đèn bi rồi. Biển số Sài Gòn. Mã số. Dán chung nóng hết luôn hả? Số gắn luôn 7664. Sàn nội thế, ghế cũng sạch sẽ đẹp. Có gì hết trơn. Không gian sạch sẽ. Hai máy không nghe tiếng động. Im ru. Đứng đây là mình nghe là mình đã biết rồi. Đó, giờ qua lăng thích hợp, kính chỉnh điện. À, kính chỉnh điện nữa hả? Đó, gặp, à, gặp lại, à, bấm lên nó gặp. Bấm gặp điện cái nói, ngày nó cao cấp hơn ghét gì đâu. Cái này được, nó không lỗi, sạch đẹp. Sơn thì được sơn mới hoàn toàn. An tâm luôn, khỏi phải về khỏi phải sơn lại. Máy móc cái chuẩn. Nhập nguyên con Hàn Quốc. Nhập ghế nè, chỉnh ghế nè, nó chỉnh hai thằng cao cấp, nó chỉnh hai cái này nè, chỉnh lên xuống viên cây chỉnh. Lướt thử vòng rồi bóp. À, vô lăng này, vô lăng thích hợp luôn ha. Km đi có 80 mấy ngàn à. Vô lăng còn đẹp ghê. Xét. Vô lăng là nó đẹp. Thích hợp toàn bộ. Tôi nói nhẹ, km 8 4 3 7 5. Màn hình nên xài được đúng không? Đầy đủ hết không? Màn hình camera lùi luôn. À, có camera lùi không? À, anh bật coi có camera lùi đó. Camera lùi hả? Rồi. Những cái phần chỉnh mới lạnh. À, một cái đặc biệt nó là cái hộp số này, số tự động. Nó có chữ B, R, N, D, 2, L. Nó đẹp hả? Dòng này nó có một túi khí chứ đúng không? Hai túi khí. Hả? Chút chút. Chà, súp gì gắn rồi. Ủa, có loa súp nữa hả? Nó có đầy đủ không? Không có để nữa, không à, có bỏ nữa. Những cái phần dây beo rất là ok. Cái trần này thì bằng nỉ ha, nỉ rất là sạch luôn, nỉ rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Anh em nào mà thích hợp, ví dụ như muốn mua xe này thì hãy đến trực tiếp xem ha. Xe này rất là ok. Ở xa thì có thể là sẽ chuyển tiền cho bên mình sẽ giúp bà con mang cái xe này về ha. Máy rồi mất. À, đồ mút rin theo xe còn luôn.
Cái giấy tờ nó có đây không? Đầy đủ hết. Anh cho em sự mượn giấy tờ với cả vé với đăng kiểm. Một bẹt nè, đăng kiểm trong học rồi. Cái đăng kiểm này ngay chủ luôn ha. Dung tích xe lăn 193 nè. Gốc Sài Gòn luôn ha. Đời 2008 luôn. Ngay chủ luôn. Nó là Hyundai màu bạc ha. Cho mượn cái ca vẹt. Bảo hiểm còn không? Bảo hiểm thì chỉ có bắt buộc thôi. Còn... À, ngày 12 tháng 11 năm 2021 vẫn còn mà nhiều. Cái này tới tháng 10 21 rồi. Ừ, tháng 10 21 đúng rồi. Nó là 51 Hyundai Clio. Nhập Hàn Quốc luôn. Mấy xe nhập này bền lắm. 5 chỗ động cơ xăng nè. Động cơ thể tích làm việc 139 nè. Rất là ok. Như cánh cửa bên kia mình quay cho ta. Chưa đúng không? Đây nó có loa đầy đủ hết. Loa sub, loa bên dưới. Sạch sẽ. Rất là sạch và đẹp hơn. Ủa từ chỗ mình qua đây nó xa không ạ? Tám chỗ Chánh Hưng Phạm Hùng biết không? Không biết mà qua tới đây nó xa không? Qua đây khoảng nửa tiếng. Ờ nửa tiếng hả? Giờ rao kẹt xe luôn á. Tại để biết ví dụ như là khách người ta ví dụ như người ta muốn mua hay là muốn coi như thế nào. Ừ. Thì anh gửi ra thì để đây thôi. Để đây cứ chạy cho góc kia thôi. Nội thất xe nó đây. Không đăng kiểm thì có rồi. Chạy thử dọc rồi đã lắm. Để em kiểm tra nó còn cái lỗi gì không. Xe rất là đẹp. Nói chung là chỉ có là ok thôi. Anh ngồi bên kia coi, em vô trong kia. Gắn này lên cái này. Không cái đó không bỏ nó sao đâu. Nó bị tuột cái ốc, tí nó lấy keo vậy nha. Chút giá giùm lên. Ở ra xe được không? Có. Lấy ra vô chồng này. Lấy vô chồng. Biết biết. Chào bác sĩ Nguyễn Thái Lương thân mến. Đây là có mấy cái lỗ sạc. Ừ. Dòng này thì hồi trước em có mua một con máy dầu màu đỏ cách đây nó mấy năm á. Ủa nó có máy dầu nữa hả? Có, con này nè, máy dầu luôn đã. Trong cây nó có 4 lít rồi. Đợt đó số sàn với số tự động đã ngon, số tự động chắc để đi luôn á. Lấy đạp không đủ nhiều. Nhiều à. Vô lăng nó chắc chắn ha. Cảm thấy nó cứng cáp cái xe. Chỗ nghe trong Tết. Chính để đi Tết xong rồi qua Tết rồi nguyên cái bộ ít khách. Thì mình chơi xe mà cứ mua xong anh đi chứ ai có lời bán. Đó. Trên mạng tôi cũng nhiều nhiều người cũng đâu biết chơi xe đâu, em chỉ cho người ta rồi người ta cũng thành buôn xe. Tôi là dạng amateur đó. Thì chắc là... thì cũng vậy thôi, cứ từ từ thôi. Với tầm tuổi nhanh anh giờ làm gì giờ? Anh lẽ đi làm công nhân, đi làm mướn đâu được. 60 là làm gì? 60 tuổi giờ chỉ có tàn thôi. Coi con cháu nó làm cái gì thì kiếm con hai là... chơi vui thôi. Gì đâu mà. Đây như bên đây anh em cần những người như vậy. Để có biết có xe nhiều chứ. Mà xe anh em ta để quá trời nè. Tại lúc trước tôi biết anh lâu rồi, anh xa quá, xa tôi quá. Sài Gòn rồi, đúng là biến dạng rồi nè. Gầm em ru ha, không có cục gì hết á, em ru à. Mình chỉ sợ cái nhíp nó kêu hay là cái gì thôi. Mấy cái lò xo nó kêu thôi, rồi gầm nó êm quá. Đi một vòng rồi, tới đây thôi, còn lại.
số tự động sướng. Chạy xe số tự động chỉ sướng nha. Ở Sài Gòn bây giờ đa số tao kiếm số tụi chơi số tự động. Dễ bán, ai cũng thích đi số tự động, đông quá xe. Này mà cái giá 180 mấy hả? 185. 185 mà giá cũng hợp lý đó. Không mắc đâu, do nhiều khi anh không chưa có đụng người á. Chưa đụng người đấy. Chưa đụng người đấy. Đụng người là người ta mua ngay à. Ở trên chợ tốt có 200 mấy không à. Nó cao mà. Chợ tốt là đang 200 mấy không. Để đi tím cho anh em đây. Như vậy cho mưa trời tháng bán 1 2 con đi. Cái đèn lên đèn này luôn chứ. Đi vô đứng cà phê tí. Chung cư này hả? Chung cư này thuê thôi. Chuẩn bị mua là mai mốt qua bên kia kìa. Chung cư lớn lắm. Bên tôi nhiều bãi lắm. Không biết rồi nhưng mà bên này đang. Không em kiếm cái gara. Em làm cái gara lớn mà. Nội xe của em trong đây không?